Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại với kênh TV của chú anh chị ơi. Bây giờ anh Linh Tý Bích Trâm cũng di chuyển tới đây nha. Hồ Phát qua đây. Bây giờ có rất nhiều cô chú anh chị đang đợi Linh Tý Bích Trâm. Anh lên lại bên kia đây, để cho người ta làm. Quản giùm em nha. Đây cô chú anh chị. Đó đậu luôn, đậu luôn đi chị. Bưng đồ đi, bưng đồ, phụ bưng đồ. Quay 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 phụ bưng đồ coi. Phụ 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 cùng anh. Dưới đây, dưới cho từ bà con ơi, từ bà con ơi, nhiều quá bà con lui ra đi, lui ra ngoài ngoài một xíu đi. Lưu ra bà con ơi, lưu ra ngoài đi, đừng có giành. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, phát rồi đi ra ngoài đi. Không có trật tự. Từ từ bà con ơi. Bà con mà lấy xong đi ra nha. Quá trời quá đất. Đông ẹt luôn. Đông lắm mọi người ơi. Có 200 phần cô chú anh chị từ từ nha. Rất là đông rồi mọi người. Nhảy 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 chuẩn. Dạ cái má anh kìa, chè cái má anh kìa. Để từ từ đi em cho mọi người, đây là thịt kho nè. Nè, thịt kho đậu hũ nè. Thịt kho nè, gà nè, rồi đây. Dạ đây. Cô ném qua cô. Cô ơi, cô ném qua xíu cô ơi. Cô ném qua xíu cô. Dạ hết rồi. 200 phần. Trời ơi, trời rồng đi. Rồi cho cái thùng luôn. Em nói bụng em tính chừa lại một hộp, em mở ra em ăn. Phải làm chú xá. Đây nè, rồi bây giờ con, đây đâu mà đây nè, chị mở ra cho mọi người coi coi thịt kho nè. Nè, thấy không? Dạ thịt kho nè mọi người. Kho nè. Hôm nay làm thịt kho với gà kho. Trời ơi, chị quá trời quá đắt luôn. Xong rồi hết rồi. Chưa được 5 phần, chưa được ca hết cả nhà. Chú 6%. Dạ, đây là chả kho nha. Cảm ơn cả nhà nè. Dạ. Cảm ơn người bán chú 6 kho là chay thịt kho nè. Thịt kho rồi, 2 phần nha. Ăn ngon nha. 6%. Chú 6 kho rồi, 200 phần đó. Mà sao quay lại đâu mất. Có ai ôm nguyên cái thùng đi không ta? Nào mấy thùng. Nó lẹ quá. Đông lắm. Lẹ quá. Đông lắm. Con Tý vô chụp hình với gái kìa. Nè, tôi bắt tại trận nha. Ông Tý chụp hình với gái. Thấy không? Mấy cô lén lút tôi chụp hình. Tôi bắt tại trận ông Tý chụp hình với năm gái đẹp. Đâu rồi. Vô. Mặc áo ngoài nè.
đây 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 chị Sâm đã bắt tại trận anh tí cho mình cái gái nha. Tại chụp cái đây nút đây lên đây lẹ quá vậy, 200 phần mà thôi. Lẹ rồi luôn, 2 phút xong rồi. Ủa sao lúc bây giờ là con mất á chị Bá Trâm. Chạy lúc chị bắt cơm anh tí lén đi chụp hình với gái. Lén chụp hình với gái, tôi quay qua quán tại chạy. Nói chung mà thôi đi kiếm quán nước. Chị phớt hơi trưa trưa đó chứ nếu còn sớt còn nhiều nữa. Đi đâu có fan hâm mộ của tướng chị ạ? Đi vô vô đây uống nước. Vô quay bảo nước đi, uống nước. Có nghe ca sĩ hát không? Nè đồ ăn của tôi nè, nè đồ ăn của tôi nè, nè. Nè bỏ vô ăn đi cho ta thấy. Đồ ăn của tôi nè. Ông này chăm, hộ này chú chăm. Nãy chú bao nhiêu? Cân nãy nha. Bao nhiêu một nãy? Chỉ 32 ngàn. Lát bà lấy tôi nãy triệu mấy thì tìm ra tôi trả. Trời có 32 ngàn chú mấy. Rồi lấy lại chuối đi. Có khoai lang ngon, có thể ăn khoai lang không? Ăn chuối sát rồi toàn khoai lang nữa. Cân nãy, bao nhiêu ký, đếm tiền. Bao nhiêu mẹ con? Trời ơi sao mà nhanh quá, mới có 1 phút đồng hồ. Ở đây đông người đó mày đâu ăn. Ở đây đông người đâu mày đâu ăn. Ở đây đông người đâu mày đâu ăn. Ở đây tôi đi nước cam đi. Rồi nước cam ngồi đi anh. Mấy ngày cũng dạ chú chú sát ăn rồi. Hết cơm để chú chú sát. Mua nha. Mua dưa lê nha. Mua 32 chú dưa lê. Dạ không, dạ không. Mua chú sát rồi. Rồi nãy chú nhiêu? 350. 35 ngàn. Trời ơi nghe 350 hết hồn luôn. Hết hồn có phải đang của con nó chăm nha. Ôi mua một thứ rồi. Trời ơi bà dụ tôi quá hà. Nè ba trời ơi Phan đây. Bé Loan đang hát nè, bé nút nè. Bé Loan hát bé nút dính gì tới tôi. Bà sai sai đâu. Đâu lỡ tiền cho tôi được không. Trời ơi. Đây mấy nè. Phan đây. Tài chỉ cho mấy nè. Dạ em cảm ơn chị. Dạ không, dạ không. Con nghe dạ không, dạ không. Mấy nè uống nước đi, cưng ơi. Có mấy kia chị ạ. Nước suối ha, nước suối nước ngọt. Xì tên nước ngọt cho tụi nó đi. Trời ơi, tôi đi xuống có 1 phút đồng hồ nhanh quá. Không chị, đi rồi ship hàng, chứ còn không giành giật dữ lắm. Lẹ quá. Chỉ cho người một phần thôi. Mà không kịp, mấy cô chú lẹ quá không kịp. Như lúc nãy là không về một số rồi đó chồng. Nói chung á là ở này á chị mình phát cả mà 8 giờ 9 giờ là chắc hết mau lắm. Sao anh? Trời ơi, đâu còn lẽ nè, em mua có mấy chục ngàn nè. Quên tí rồi. Bây giờ thuốc. Coi chừng đi lén chụp hình với gái nữa đó chị. Ý như gần luôn cho mình chụp cái kìa. Bé Trâm. Chị Trâm mới like tầm được có 10 phút thôi à. Cô chú anh chị. À rất là mau luôn cô chú anh chị ơi. Cảm ơn các bạn. Không vui quá. Ôi. Hôm nay mới biết cái bệnh viện này á. Viện Thủ Đức. Cách nhà em 2 cây số. Ủa vậy hả? Ủa. Hồi nãy chị tưởng Thủ Đức là phải đi hướng vào Sài Gòn. Thủ Đức là nó có Linh Sơn, nó có nhiều bệnh viện. À, cái này à. Em chờ xe bên đó qua đây tới 1 tiếng rồi mà. Em rủ anh đi với em, anh không chịu đi. Ở đây đi được. Em chạy ra đây đi. Công bệnh viện Đa Khoa nữa. Thủ Đức Linh Sơn bên kia đường kìa. Gần Linh Sơn đó. Này mấy anh ơi, ai uống gì cái này cho tôi. Uống nước cho mát rồi nóng. Nhăn. Rồi, tôi lên trên đó không? Cái miệng đó đặt không? Cái miệng đặt á. Em mở giùm tụi nó đi, tụi nó không có cái, tụi nó cầm máy. Em mở. Đi què hết tụi nó có tay. Đâu của chú anh chị thì nói chung là phát 200 phần. Chưa được 3 phút của chú anh chị, có được phút mấy 2 phút không? Đã xong hết rồi cô chú anh chị. Đấy, rất là nhanh nhẹn luôn. Ở đây người bệnh rất là nhiều quá nha. Hiện tại là lên tới bên trong phát xong thì đang ngồi ăn cưới. À, cô chú anh chị.
Anh Tý tự nghĩ bản kìa. À, trong khi mà chị Bích Trâm mà đang phát quà thì anh nên tí chụp cuối năm cô gái đẹp. Tí mẹ chụp cô gái rồi. Anh lấy chụp bên kia này cả nhà. Đó, anh lấy chụp bên kia. Ủa ơi. Ủa à. Vô uống nước nè. Chạy. Dặn ra luôn coi nó không chịu ra. À, em cầm lại chị. Cho anh tài xế chị ra xì tin. Lấy tẩy không? Lấy lạnh thôi ha. Làm hỏi nó coi nó lấy gì. Lấy tẩy không? Dạ. Bệnh viện này là lần đầu tiên luôn á chị. Lần đầu tiên luôn. Đông quá à. Đông quá, vậy xong. Ủa, vậy sao mọi người nói cái bệnh viện Thủ Đức này gần chỗ đất Bát Năm mà. Là chỗ nào đâu, đất Bát Năm. Đây nè, có quẹo qua cái chùa, có tứ lớp gì quẹo, có đường nhỏ nhỏ vô đây đó. Chỗ là cầu đi, mình đã đi ngang rồi hả? Chỗ cái cầu ở dưới. Không, cầu ở dưới là cái cầu đó, đất Bát Năm á là ngay cái cầu qua cầu luôn. À. Mà nếu mà đi đường chim bay là rất gần, còn mà đi vòng qua Bát Năm là ngay cái cua, ngay đường ngõ tư đó, quẹo qua đây, qua đây nữa. Cặp theo cái đường ray á. Là hồi nãy mình đã vô đây là đi ngang rồi. Dạ đúng rồi. Con biết mất hồn lại. Vô đất Bát Năm không? Bây giờ chỗ đó ai đang ở? Không có ai ở đó. Đất trống rồi. Đất trống mà. Vô chơi. Vô thăm chơi. Đi kiếm mà bộ ra. Đất trống rồi là để không vậy hả? Để không. Đóng rào, đóng cửa rồi. Hôm bữa em ghé qua là thấy ai phát hết rồi. Hả? Phát đốt hết rồi. Đốt cỏ. Đốt cỏ. Đốt cỏ mà nó nói đốt. Đốt đất mà đến lúc có ngày thẩm định nó rất là tùm luôn. Còn bây giờ là rất là gọn rồi. Dạ thì một tuần em đi một bệnh viện. Dạ một tuần em đi một chỗ. Thì lâu lâu mình tới chỗ mình lại. Mình sao em đi chỗ khác rồi. Dạ. Đây trong phòng bắt màu. Phanh hơn năm rồi hả? Quá. Dạ. Một năm mấy ngày hả? Thấy kìa. Chút nữa về. Ủa anh Tý. Tý ơi, hôm bữa ai lấy tiền anh đòi lại được chưa? Chưa. 600 ngàn gì đó. À, bây giờ đang tính lời là chị hai rồi. Chị hai à? Ủa? Chị ơi, nó tắt rồi chị. Nó kia khẳng cấp kìa, nhiệt độ kìa. Nhiệt độ khẳng cấp rồi. Giái máy rồi đó. Nó tự tắt luôn á. Để vô ướp nước đá cho nó ngủ chút. Đá thì đi ra mà được. Để trả cho nó tiền. Nó tự tắt ngang chứ em có làm gì nha. Hôm nay là 200 bằng cơm thịt, cái này là thịt xào hả chị? Hồi nãy là thịt kho đó. Đó, bé là bé nó hát chậm quá. Dạ. Ra coi gà kho. Thấy không con? Thịt kho gà kho. Thấy không? Mọi người lấy cơm đi đâu ăn hết rồi, không có người nào ngồi đây để tôi thấy ăn cơm ngon. Đâu có, tôi đưa lên quê lên bệnh viện đi đông lắm. À vậy hả? Bệnh viện đi đông lắm. Dạ. Bệnh viện này chị về cái gì chị, hay là đa khoa luôn? Ừ. Con biết con đáo lại con sẽ chuẩn bị thêm phần nữa. Dạ, hôm nay 200 phần đó. 200 phần đó. Bệnh viện đây em đăng ký bảo hiểm em qua đây. Làm siêu thị 90 giờ. Ủa, làm sớm quá vậy, tao làm buổi trưa 11 giờ. Là thấm bệnh nhiều đó. 11 giờ tăng chưa? Là hơi trễ. Dạ. Con biết trễ em mà chưa đầy 10 phút rồi sao mà. Sớm nữa chắc phải 500 phần quá. Nấu từ 3 giờ sáng tới giờ đó. Rồi. 3 giờ sáng là nấu rồi. Nấu này kia rồi mới là nếu mà 500 phần chứ nấu từ 1 giờ khuya. Mình nên chị nấu luôn hả chị? Đâu, ở nhà phụ nữa. Chứ mình chị sao làm nổi. Nhà phụ. Nên là em không thấy mắt chị như hai con gấu panda. Thâm đen à. Như hai con gấu panda. YouTube ngồi trước mặt tôi trai đẹp không đó. Em làm buồn. Buồn. Trời ơi, người tinh khiết.